Từ ngư lôi đến, ngư lôi bay. SAAWCLA cho phép ngư lôi Raytheon MK-54 bay trong không trung từ độ cao tới 30.000 feet, 9 km. Về cơ bản biến ngư lôi thành vũ khí bay lượn, có thể tấn công tàu ngầm đang lặn của đối phương từ tầm xa. Khi quả ngư lôi ở gần mặt nước, chúng sẽ thu cánh và đuôi lại, và đảm nhận vai trò ban đầu là một quả ngư lôi thông minh. Sau khi loại bỏ các bộ phận này, SAAWCLA sẽ thả một chiếc dù từ phía sau để giảm bớt lực rơi của vũ khí và giúp chúng chìm xuống nước. Sau khi ngụp lặn dưới nước, ngư lôi bắt đầu hướng về phía mục tiêu. Chúng có thể phát hiện, theo dõi và tấn công tàu ngầm của đối phương một cách tự động. Khi được phóng từ độ cao 30.000 feet, ngư lôi MK-54 được trang bị phụ kiện SAAWC sẽ bay lướt từ 7 đến 10 phút trước khi ngụp lặn xuống nước. Khi đang bay, bộ phận SAAWC hoàn toàn linh hoạt. ALA bao gồm một máy tính điều khiển chuyến bay, hệ thống định vị dựa trên hệ thống định vị toàn cầu, GPS và các nguồn năng lượng. Các bề mặt điều khiển di chuyển xung quanh để hướng đạn về phía mục tiêu trong không khí. Lợi thế chiến thuật, máy bay có cánh cố định và máy bay trực thăng chống ngầm, phải thả ngư lôi từ độ cao không quá 100 feet. Mặc dù điều này có thể, không phải lúc nào cũng gây ra mối đe dọa cho máy bay, vì tàu ngầm không thể tấn công máy bay trên cao, đặc biệt là từ dưới nước, trong cuộc giao tranh giữa hạm đội và hạm đội thông thường với hải quân đối địch. Việc máy bay phải hạ độ cao có thể dẫn đến việc bay vào trong tầm bắn tên lửa, đất đối không tầm trung, SAM, trang bị trên tàu. Nhưng SAAWC sẽ cho phép máy bay P-8A duy trì độ cao giám sát tối ưu mà không lãng phí thời gian và nhiên liệu, để hạ độ cao rồi quay trở lại độ cao tuần tra lớn. Tấn công từ độ cao lớn cũng cho phép P-8A giảm thời gian giữa việc xác định mục tiêu và tấn công. Đồng thời phóng vũ khí chống ngầm ngoài phạm vi phòng không trên bờ, một báo cáo trên Military Electronics and Aerospace cho biết. MK-54 là ngư lôi hạng nhẹ, được điều khiển hoàn toàn bằng kỹ thuật số, với các thuật toán phần mềm tiên tiến. Ban đầu được phát triển cho ngư lôi Mark 48, phóng từ tàu ngầm lớn hơn. Ấn Độ cũng đã mua MK-54, vì chúng phải được trang bị riêng cho máy bay P-8A. Vào tháng 12 năm 2021, có thông tin cho rằng, Bộ Quốc phòng nước này đã ký hợp đồng với chính phủ Hoa Kỳ để mua một ngư lôi MK-54 và các vật dụng tiêu hao, pháo sáng, với giá 423 rupee Ấn Độ Cro. Vào tháng 4 cùng năm đó, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã phê duyệt thương vụ quân sự nước ngoài này cho Ấn Độ với chi phí ước tính là 63 triệu đô la Mỹ. Nhà thầu chính cho thỏa thuận đầu tiên là hệ thống phòng thủ tích hợp Raytheon. Boeing SAAWCLA mang theo ngư lôi MK-54, bao gồm các cánh được thiết kế ban đầu cho dòng Boeing AGM-84S, Ka Stand-Up Land Attack Missile Expanded Response, SLAMR. Ngư lôi được Hải quân Hoa Kỳ đặt hàng và chế tạo bởi hệ thống phòng thủ tích hợp Raytheon. Trong khi đó, cụm đuôi bao gồm bộ dẫn đường, vốn được thiết kế cho đạn tấn công trực tiếp chung, JDAM, chứa hệ thống định vị toàn cầu, GPS. Điều này cho phép đạn cũng xuyên qua lớp mây che phủ. Hãng Boeing cũng đang trang bị cho SAAWC một liên kết dữ liệu để truyền cập nhật vị trí mục tiêu khi đang bay. SAAWCLA rất giống với loạt tổ hợp bom dẫn đường bằng laser PW của hãng Lockheed Martin và Raytheon dành cho nhiều loạt bom thả không cần điều khiển khác nhau trong kho của Không quân và Hải quân Hoa Kỳ. Ấn Độ sẽ ký một thỏa thuận vũ khí với Mỹ để mua vũ khí của nước này, chẳng hạn như ngư lôi chống ngầm Mark 54. Vũ khí tác chiến chống ngầm chính được sử dụng bởi các tàu mặt nước, máy bay cánh cố định và trực thăng của Hải quân Hoa Kỳ là ngư lôi chống ngầm Mark 54. Theo dòng lịch sử, MK-54 là loại ngư lôi hạng nhẹ tiên tiến, được thiết kế và phát triển bởi hệ thống phòng thủ tích hợp Raytheon với sự hợp tác của Hải quân Hoa Kỳ. Trước đây vũ khí được gọi là ngư lôi lai hạng nhẹ, LST. Ngư lôi tác chiến chống ngầm, ASW, được sử dụng ở cả vùng nước sâu và nông, cũng như trong môi trường âm thanh. Nó có khả năng theo dõi, phân loại và tấn công các mục tiêu dưới nước. Được thiết kế để phóng từ tàu nổi, máy bay cánh cố định và trực thăng, MK-54 đã thay thế ngư lôi Mark 46 của Hải quân Hoa Kỳ. Khả năng hoạt động ở cả môi trường ven biển và nước sâu giúp ngư lôi có thể tấn công mọi mục tiêu bất kể độ sâu của nước. Ngoài Hải quân Hoa Kỳ, ngư lôi được sử dụng bởi Hải quân Ấn Độ, Hải quân Hoàng gia Úc, Không quân Hoàng gia và Hải quân Hoàng gia Thái Lan. Quá trình phát triển ngư lôi hạng nhẹ MK-54. Hải quân Hoa Kỳ dự định phát triển một loại ngư lôi lai hạng nhẹ tiên tiến để thay thế ngư lôi Mark 46 của họ. Một đánh giá thiết kế quan trọng thành công đã được thực hiện vào tháng 11 năm 1999 sau khi quá trình thử nghiệm phát triển bắt đầu vào tháng 7 năm 1999. Raytheon đã giành được hợp đồng nguồn duy nhất để sản xuất ngư lôi MK-54 vào tháng 4 năm 2003. Công ty trên bắt đầu sản xuất toàn bộ ngư lôi
theo chương trình LST của Hải quân vào tháng 10 năm 2004. Hợp đồng 5 năm, trị giá hơn 500 triệu đô la Mỹ, bao gồm việc cung cấp 51 quả ngư lôi hạng nhẹ MK-54 và các dịch vụ hỗ trợ liên quan trong suốt vòng đời. Ngư lôi đã đạt được khả năng hoạt động ban đầu vào năm 2004, trong khi hệ thống tên lửa ASW phóng thẳng đứng đã đạt được IOC vào năm 2010. Hải quân Hoa Kỳ bắt tay vào nâng cấp ngư lôi và bắt đầu phát triển ngư lôi MK-54 Mark 1 vào năm 2007, sau đó là thử nghiệm phát triển dưới nước vào tháng 11 năm 2015. Đơn vị tiếp tục với việc phát triển phần cứng và phần mềm chiến thuật sonar, sóng ấm của ngư lôi MK-54 Mark 1 vào năm 2017 để vượt qua các vấn đề đã được xác định trước đó. Hải quân dự định bắt đầu thử nghiệm và đánh giá hoạt động ngư lôi vào năm tài chính 2020, trong khi IOC dự kiến vào năm 2023. Với hệ thống đẩy và đầu đạn mới, ngư lôi MK-54 Mark 2 dự kiến sẽ được chuyển giao vào năm 2026. Phiên bản MK-54 Mark 0 đã ngừng sản xuất vào năm tài chính 2020. Thiết kế và tính năng của ngư lôi hạng nhẹ MK-54. Ngư lôi hạng nhẹ MK-54 bao gồm các tính năng phần cứng và phần mềm của ngư lôi MK-46, MK-50 và MK-48 kết hợp với công nghệ thương mại có sẵn để cung cấp khả năng cải thiện để giải quyết các biện pháp đối phó ở vùng nước nông. Ngư lôi MK-54 được trang bị các thuật toán xử lý, giúp chúng phát hiện mục tiêu giả hoặc các biện pháp đối phó, sau đó săn lùng các mối đe dọa đã xác định. Ngư lôi có chiều dài 2,71m, đường kính 32,3cm, trọng lượng 275,7kg. Đầu đạn mang theo là loại nổ mạnh và nặng 43,9kg. Hệ thống dẫn đường TG-6000IMU được tích hợp vào ngư lôi để đo chuyển động và gia tốc 3 chiều chính xác. Hệ thống dẫn đường bằng âm thanh, chủ động hoặc thụ động được trang bị cho ngư lôi để có khả năng dẫn đường. Việc hiện đại hóa MK-54 sẽ bao gồm nâng cấp phần cứng và phần mềm để tăng cường đáng kể khả năng tiêu diệt và tiếp cận, thay đổi các mối đe dọa trong môi trường duyên hải. Ngư lôi hạng nhẹ MK-54 được trang bị động cơ đốt ngoài kiểu piston, đốt nhiên liệu lỏng Otto 2. Hệ thống đẩy cho phép ngư lôi hành trình với tốc độ 74,1 km/h. Cảm ơn các bạn đã xem bản tin.